Rồi xin chào anh em nhé. Về lô tỉa cành của Ryobi 18V và 36V anh em lưu ý nhé. Thì cái này là có mơ linh kiện thay sẵn hết cho anh em. Những anh em nào mà xài cái này thì yên tâm sử dụng. Motor có sẵn luôn cho anh em thay thế nếu anh em gặp trường hợp là cháy motor này kia. Motor cũng rẻ thôi. Motor của máy này thì hiện tại là tầm 150.000 đến 200.000 một cái thôi. Cho nên là khi anh em hư là anh em rất là dễ dàng thay thế. Đây, motor của nó thay cũng rất là dễ dàng luôn. Đó, anh em có thể tháo này ra và thay motor, cắt dây xong rồi thay motor cùm là xong, rất đơn giản. Rồi thì em review cho anh em một bộ đấy nhá. Thì một máy này, một pin 2.6 và một sạc của thằng Ryobi 36V. Cây này thì 36V cho nên nó rất là mạnh nha anh em. Thì dành để tỉa hàng rào bonsai này, thì em sẽ đo cho anh em thấy độ dài của cây lưỡi nha. Độ dài của lưỡi là trên 50. Đó, tầm 50cm á. Máy này thì có thể xoay độ được nha anh em. Có thể xoay được 45 độ này, 90 độ này để anh em cắt này. Thì máy nó cũng không có phải là đẹp, nhưng mà máy yên tâm sử dụng. Tại vì linh kiện của nó đầy đủ hết cho anh em. Thì bao gồm một máy này, một pin 2.6 này và một sạc nhanh này. Anh em lưu ý đây là sạc nhanh nhá. Thì bộ này thì cũng số lượng có hạn thôi, cho nên là em sell cho anh em luôn. Đúng giá bộ này sẽ là 2,5 triệu, nhưng mà em sẽ sell cho anh em chỉ còn lại 2 triệu thôi. 2 triệu một bộ như thế này. Thì số lượng cũng có hạn, cho nên anh em nào quan tâm đến cái máy tỉa cành này để về cắt bonsai thì liên hệ em. Em giờ hiện tại là khó test máy lắm, tại vì cái máy này là phải sử dụng hai tay. Thì em sẽ test máy sơ qua cho anh em xem này. Đó, máy vẫn hoạt động bình thường nha anh em. Đó, do là nó phải sử dụng cả tay cầm trên này và một cái cò đây nữa này thì nó mới hoạt động nha anh em. Nó có nghĩa là hai cò, còn dưới này là để anh em xoay cái khớp 45 độ này. Đó, thì số lượng có hạn cho nên anh em nào có nhà vườn này kia cần tỉa bonsai thì liên hệ em sớm. Pin của nó thì có thể sử dụng được tầm 3 giờ đối với cắt trong vườn ươm nha anh em lưu ý nhá. Vườn ươm cây non này kia thì anh em có thể cắt trong vòng 3 giờ đối với pin này. Đó, thì anh em làm một buổi sáng, xong trưa anh em sạc tầm 1 tiếng đồng hồ, anh em ăn trưa nghỉ ngơi, chiều có thể làm tiếp 3 tiếng nữa. Nó rất là đơn giản vậy thôi, 2 triệu đồng một bộ. Anh em nào có cây cảnh thì cắt nó hao hơn, tại vì cây cảnh này kia nhiều lúc cảnh cứng á, thì nó cao, nó tiêu hao pin hơn. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé. Số lượng thì cũng có hạn, anh em liên hệ sớm để đặt hàng nhé. Rồi, cảm ơn anh em.